Sáng ngày 4 tháng 8, nhóm người quê ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế về từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phải vạ vật ở trạm trung chuyển Hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng. Nhóm người này vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê và làm công nhân may. Ngày 3 tháng 8, nhóm gồm 23 người cùng thuê xe hợp đồng mang theo 5 xe máy để về quê. Đến chốt kiểm soát ở địa phận Lăng Cô, Huế thì trạm này nhất quyết không nhận, buộc phải quay đầu lại. Anh Huỳnh Mít, một người đi trong nhóm, cho biết vào khoảng 4 giờ sáng nay, xe đến chốt Lăng Cô, nhóm người được yêu cầu ngồi yên trên xe. Sau một lúc tài xế xuống chốt trình bày và khai báo thì được yêu cầu quay đầu trở vào vì Huế không tiếp nhận người về từ thành phố Hồ Chí Minh nữa. Xe anh em thì nói chung là chờ tới đó rồi, tại trạm rồi, nhưng mà kỹ là công an người ta họ không cho xuống. Nhưng chỉ có là hai tài xế xuống làm việc với công an thôi. Nhưng mà tụi anh nghe lại được là tài xế nói là ý là không quay lui là họ sẽ bắt phạt. Họ chờ tụi anh lui lại về Sài Gòn. Nhưng bây giờ về Sài Gòn thì tụi anh tiền bạc cũng có hơn nữa, chỗ ở cũng có nữa. Bắt buộc tụi anh đông lòng hết là nói họ dân xuống đây. Tụi anh sẽ đứng đây lấy nhờ chính quyền ở đây họ hỗ trợ. Trung tá Võ Phi Hùng, Phó trạm trưởng trạm cửa ô Hòa Hiệp, Đà Nẵng đã có mặt để giúp đỡ 23 người đang vạ vật chờ đợi ở trạm trung chuyển. Đến gần 10 giờ sáng nay, họ đã được phía công an Đà Nẵng liên hệ xe trung chuyển để đưa về Huế. Trung tá Hùng cho biết, chúng tôi đang liên hệ để trung chuyển đưa họ về Thừa Thiên Huế để phía Huế giải quyết. Theo họ trình bày, đã thuê xe qua Huế lúc 4 giờ sáng mà Huế không tiếp nhận. Hiện nhóm người đã được đưa trở lại Huế và đang ngồi đợi khai báo y tế. Sáng ngày 4 tháng 8, nhóm người quê ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế về từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phải vạ vật ở trạm trung chuyển Hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng. Nhóm người này vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê và làm công nhân may. Ngày 3 tháng 8, nhóm gồm 23 người cùng thuê xe hợp đồng mang theo 5 xe máy để về quê. Đến chốt kiểm soát ở địa phận Lăng Cô, Huế thì trạm này nhất quyết không nhận, buộc phải quay đầu lại. Anh Huỳnh Mít, một người đi trong nhóm, cho biết vào khoảng 4 giờ sáng nay, xe đến chốt Lăng Cô, nhóm người được yêu cầu ngồi yên trên xe. Sau một lúc tài xế xuống chốt trình bày và khai báo thì được yêu cầu quay đầu trở vào vì Huế không tiếp nhận người về từ thành phố Hồ Chí Minh nữa. Xe anh em thì nói chung là chờ tới đó rồi, tại trạm rồi, nhưng mà kỹ là công an người ta họ không cho xuống. Nhưng chỉ có là hai tài xế xuống làm việc với công an thôi. Nhưng mà tụi anh nghe lại được là tài xế nói là ý là không quay lui là họ sẽ bắt phạt. Họ chờ tụi anh lui lại về Sài Gòn. Nhưng bây giờ về Sài Gòn thì tụi anh tiền bạc cũng có hơn nữa, chỗ ở cũng có nữa. Bắt buộc tụi anh đông lòng hết là nói họ dân xuống đây. Tụi anh sẽ đứng đây lấy nhờ chính quyền ở đây họ hỗ trợ. Trung tá Võ Phi Hùng, Phó trạm trưởng trạm cửa ô Hòa Hiệp, Đà Nẵng đã có mặt để giúp đỡ 23 người đang vạ vật chờ đợi ở trạm trung chuyển. Đến gần 10 giờ sáng nay, họ đã được phía công an Đà Nẵng liên hệ xe trung chuyển để đưa về Huế. Trung tá Hùng cho biết, chúng tôi đang liên hệ để trung chuyển đưa họ về Thừa Thiên Huế để phía Huế giải quyết. Theo họ trình bày, đã thuê xe qua Huế lúc 4 giờ sáng mà Huế không tiếp nhận. Hiện nhóm người đã được đưa trở lại Huế và đang ngồi đợi khai báo y tế.